Sau gần 3 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết 119 của Quốc hội, có thể nói bộ máy chính quyền cấp phường xã tại thành phố Đà Nẵng được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tuy nhiên thực tế triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc cần sớm tháo gỡ, trong đó có nguồn nhân lực để việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Là địa phương có diện tích rộng, dân số đông, quận Liên Chiểu còn có 11 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, các khu công nghiệp. Rõ ràng với địa phương này, khối lượng công việc lớn phức tạp, nếu không có cơ chế đặc thù về nguồn lực con người, thì việc và giải quyết nhiệm vụ sẽ gặp nhiều khó khăn. Liên Chiểu hiện nay dân số là đông nhất trong các quận của thành phố, hiện nay khoảng 210.000 dân. Phường Hòa Minh là một trong những phường đông nhất trong các phường của thành phố, đến hơn 65.000 dân. Địa bàn cũng có nhiều đặc thù, tuy nhiên với lượng công chức được phân bổ hiện nay thì cũng chưa phát huy hết tối đa cái hiệu quả quản lý nhà nước của cấp phường, cấp quận. Tại hội nghị sơ kết 3 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đề xuất nhiều chủ trương đặc thù kiện toàn, bổ sung nhân lực cho các địa phương cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả vai trò được phân cấp ủy quyền, trong đó đề xuất áp dụng Nghị định 33 của Chính phủ vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách. Đại diện Bộ Nội vụ cho rằng đây là những kiến nghị có tính thực tiễn cao, cần sớm được tháo gỡ. Trong cái nghị định 33 vừa ký rồi, về cái cấp xã ấy, thì cũng đã thể hiện tinh thần liên thông rất cao chỗ này. Cần phải cụ thể thêm cái gì thì đề nghị cái chỗ này là cái sở nội vụ có cái trao đổi lại với bộ. Nếu đủ thẩm quyền của bộ thì tôi sẽ ký hoặc tôi báo cáo bộ trưởng ký cái chuyện này. Dưới góc độ địa phương thì chúng ta đánh giá rất cao các quy định của nghị định này. Đây là một cái bước tiến hết sức quan trọng để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho công chức xã phường và người hoạt động không chuyên trách. Hiện nay thực hiện mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng đang áp dụng nghị định 34 đi kèm. Theo đó cố định 15 biên chế trên một phường, trong khi nghị định 33 quy định phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một công chức. Nếu áp dụng theo nghị định 33, Đà Nẵng sẽ có thêm nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.